Kia K5C đen cỡ trung chủ lực của thương hiệu Hàn Quốc đã được nâng cấp giữa vòng đời, vào ngày 27 tháng 10. Tới đầu tháng 11, dòng Sedan đã được trưng bày công khai, để người dùng quan tâm quan sát trực tiếp những thay đổi được thực hiện. Về thiết kế, bộ khung thiết kế bản facelift không được thay đổi nhiều so với nguyên mẫu ra mắt vào 2019. Nguyên nhân là bởi bộ khung trên được đánh giá khá tốt. Ở phiên bản 2024, mẫu K5 không có những thay đổi mang tính đột phá như Carnival mới lộ diện gần đây. Cụ thể, cụm đèn pha trên K năm 2024 có vẻ mảnh hơn trước, trong khi giải đèn chiếu sáng ban ngày có thiết kế mới, cá tính hơn. Cản trước của xe có thiết kế thể thao hơn với tạo hình đôi cánh và khe gió giả cỡ lớn ở hai góc, trang trí bằng nẹp mạ chrome nằm dọc. Điểm nhấn tiếp theo của mẫu xe đèn hạng trung này nằm ở vành la răng và đèn hậu, trong đó cụm đèn hậu LED được thiết kế nằm vắt ngang đuôi xe và có tạo hình lấy cảm hứng từ bản đồ sao, tương tự giải đèn LED định vị ban ngày cản sau của xe được cải tiến nhẹ với sự biến mất của hai khe gió giả. Một thay đổi đáng chú ý nữa ở ngoại thất là mép dưới cản trước có thiết kế vảnh lên, gợi nhắc mẫu EV6 GT, GT Line, cùng với bộ la-zăng mới, cụm đèn pha hiệu ứng 3D góc cạnh hơn, với dài đèn nằm bám dọc nắp capo. Nội thất xe thay đổi rõ ràng hơn, với phần táp-lô xuất hiện hai màn hình 12.3 in nối liền nhau, với hai chức năng riêng biệt: một là bảng đồng hồ kỹ thuật số và một là màn hình cảm ứng của hệ thống thông tin giải trí thế hệ mới, Navigation Cockpit. Việc kết hợp hai màn hình thành một thể đồng nhất giúp khoang lái của xe trở nên chỉnh chu và gọn gàng hơn. Hãng xe Hàn Quốc trang bị gói ngoại thất bách fit bao gồm bộ vành 18 hoặc 19 in, trần xe bằng da lộn, bộ khoách tán gió sau và đầu ống xả đều có màu đen. Loạt trang bị này sẽ khiến giá bán của Kia K5 trở nên đắt hơn trước, nhưng đáp ứng nhu cầu của khách hàng trẻ. Giống như trên xe Sorento mới và EV6, Cụm điều khiển trung tâm của Kia K 5 2024 bao gồm các nút cảm ứng điện dung và các núm vặn điều khiển hệ thống âm thanh, điều hòa. Ngoài ra, mẫu K5 mới cũng được trang bị núm vặn chuyển số thay vì kiểu cần số truyền thống, để cabin trông rộng rãi hơn. Động cơ Smart máy xăng 4 xi lanh MPI hút khí tự nhiên, dung tích 2 lít là trang bị tiêu chuẩn có công suất 158 mã lực và mô men xoắn 196 Nm. Bên cạnh đó là động cơ xăng TGDI tăng áp, dung tích 1.6 lít, cho công suất 178 mã lực và mô men xoắn 265 Nm, cùng với động cơ 4 xi lanh V, hút khí tự nhiên, dung tích 2 lít, chạy bằng ga hóa lỏng LPG, cho công suất 144 mã lực và mô men xoắn 191 Nm. Tại Hàn Quốc, Kia K năm 2024 mở bán với giá từ 506 đến 719 triệu. Nhiều khả năng mẫu sedan hạng D này cũng sẽ về Việt Nam trong thời gian tới.